Xin chào tất cả các bạn nhá. Trung Quan Sai và ông Vũ Sóng Hồng đang đứng trước một cây hoa giấy găng, một trong những dòng hoa giấy rất là đẹp. Đó. Để ghi hình này cho anh em chiêm ngưỡng nha, một tác phẩm hoa giấy cao hơn mét thì cậu nhỉ? Tôi mét 7 đây. Đấy, mét 7 như cả chậu. Cây giấy này được anh em để mình quay lại cái chác cho anh em xem nhỉ. Quá đẹp luôn. Một của anh Văn Đình Sáng, tác phẩm của đơn vị Sầm Sơn nhé, hoa giấy nghệ thuật này, số điện thoại nha anh em nhá, 0925533666, một tác phẩm hoa giấy có 102 nhé của anh em Sầm Sơn. Và cái này không biết bao nhiêu tiền nhỉ các bác nhỉ, đẹp quá, không không thể tì vết được. Cái này đấy nhá, có một ông bác ông hỏi là có khoảng tầm 40 triệu cái này nhá, không biết có phải không anh em nhá. Vâng. Thằng này nó dòng giấy tím găng đấy, nên nó đẹp về. Người thợ người ta làm rất kỹ. À vâng. Cái con này bác hỏi chưa? À vâng. Thế nha anh em nhé. Anh em có thể liên lạc trực tiếp với chủ vườn nhé. Một trong những tác phẩm mẫu đơn hoa giấy găng rất là đẹp. Nó đẹp tác phẩm. Con này chắc làm đâu rồi? Sầm Sơn. Và Sầm Sơn thì người ta làm những tác phẩm hoa giấy đẹp lắm. Lâu rồi chứ. Lâu rồi. Theo ông chú xem ngắm những tác phẩm mà. À? Đang theo ông chú để ngắm những tác phẩm mà. Si, con là si trắng nhỉ, cũng của anh em Sầm Sơn. Si đấy, vâng. Đẹp lắm. Mà u cục như này. Tác phẩm xanh dáng nàng nhé. Có một chị gái cũng đang rất là thích tác phẩm này. Chào các chị nhá. Rất là đam mê. Cây đẹp đấy, cây mà bộ tay trên nó đẹp, tay tán trên nó đẹp. Sầm Sơn cộng đồng. Cái này dát vàng rồi. Chị gái đang bảo dát vàng nhá, chủ nhân nào mà nghe thấy chị gái có ý kiến vậy thì cứ dát vàng vào cái cây này nhá. Chung. Mày nhá anh. Anh khỏe à? Con sai chính hiệu nha các bạn nhé. Vâng, chào khán giả. Mời mọi người. Thế nhá, anh con sai chính hiệu thì anh cũng nhá. Rất quen thuộc rồi. Anh có lời nào nói với anh em mà yêu cây cảnh không nhỉ? Vâng, và nhân dịp triển lãm Thanh Hóa thì con sai chính hiệu cũng mời anh em trên toàn quốc về dự triển lãm
ngắm nhìn những tác phẩm rất là độc đáo của các nhà vườn đã quy tụ về đây, cũng rất là sinh động. Và hôm nay là ngày 1 tháng 5, cũng là ngày khai mạc triển lãm. Vì vậy, khí thế đang cũng rất là đông vui. Và những tác phẩm đến đây cũng giao dịch liên tục. Rồi. Và cũng xin mời mọi người hãy đến đây để thưởng thức những tác phẩm độc đáo nhất của quê hương Thanh Hóa. Ở nhà Bonsai Chí Hiệu đã thay mặt Trung Bonsai mời tất cả anh em trên toàn quốc về Thanh Hóa để dự triển lãm cũng như tham quan những tác phẩm tiêu biểu của anh em mang về nhé. Hàng chợ cũng rất phong phú anh em nhé. Anh em mình sẽ đăng tải những hình ảnh cây cảnh trong 10 ngày anh nhỉ? Vâng, 10 ngày. Để gửi tới tất cả anh em nhé. Anh em vào Bonsai Chí Hiệu và Trung Bonsai ấn đăng ký và nút chuông để nhớ để nhận video sớm nhất mà anh em mình đăng tải nhé. Và cũng nói thêm với anh em yêu cây là lần này thì cũng bó hẹp thôi. Rồi. Nhưng tới tháng 10 là festival lần thứ 3 thì sẽ hoành tráng đúng không? Hoành tráng và có mời tất cả câu lạc bộ trên toàn quốc và mời tất cả anh em yêu cây đúng không? Thì anh Trung cũng thông báo cho rộng rãi cho anh em để anh em chuẩn bị một số tác phẩm tiêu biểu của vườn nhà mình. Rồi. Cảm ơn anh nhá. Đây là những tác phẩm tầm đại của anh em Xuân Sơn, một trong những câu lạc bộ cũng rất là nhiều tác phẩm đẹp đó. Trung Sơn, Sầm Sơn. Quá, tác phẩm đẹp quá, bố cục rất là đẹp. Con giấy này đòi bao nhiêu tiền này anh ạ? Không rõ đâu. Còn thấy không gian nhá. Quay này một cây hoa giấy các anh đang chiêm ngưỡng. Con giấy đẹp quá. Nơi xoắn lên mà đây không ra phải mình cứ nâng một cái tay thì em một tí nâng một tí đúng không? Tôi nâng em tôi thác cho anh qua. Vâng. Đó, quá đẹp nha anh em nhá. Anh em nào thực sự đam mê thì cứ về triển lãm Thanh Hóa nhé. Có rất nhiều tác phẩm để anh em lựa chọn. Tác phẩm trắng câu lạc bộ Dục Thúy Sơn Ninh Bình nha anh em nhé. Long đàn Phường Vũ. Đó, số điện thoại anh em nha. Những tác phẩm của anh em Dục Thúy Sơn thì rất quen thuộc rồi. Cũng rất là đẹp nha anh em nhé. Trung Bonsai cũng quay rất nhiều tác phẩm của các anh rồi. Phẩm Miên Mô ơi. Yeah.
vẫn là trong câu lạc bộ Dục Thúy Sơn nhé. Anh trực cổ đặt trên cái bể đá. Nhưng mà biết thì chưa. Một trong những cây hoa giấy rực rỡ nhất của triển lãm nhá. Hoa thì rất đẹp. Chủ nhân nhá. Chú rất đam mê. Đó, chủ nhân này. Tác phẩm hoa giấy rất đẹp. Chú mang về triển lãm nhiều tác phẩm không ạ? Cũng mang về với anh em số. Cái này mà có khách thì nó khoảng bao nhiêu tiền ra được hay chú để chơi à? Hôm trước là thằng Bóng Cái nó vào này chứ. Vâng. Mấy Bóng Cái nó vào đấy bỏ thôi bắt để cho em xong đấy. Vâng. Con này thì nó tự nhiên mà nó xoắn rất là đẹp nhá. Chú tên gì nhỉ? Cháu quên. Chú là chú Nhường. Chú Nhường đúng không? Anh em nào đam mê tác phẩm hoa giấy này thì cứ liên lạc trực tiếp với chú Nhường. Chú Nhường số điện thoại bao nhiêu nhỉ? Chú cho 0936 0936 227 299 nhá. Một trong những cây hoa giấy rực rỡ nhất triển lãm tỉnh Thanh Hóa này anh em nhá. Thế anh em có thể liên lạc trực tiếp với chú Nhường nhá. Để được chú cũng như anh em thỏa thuận cái giá nó hợp lý cho mình nhá. Đó, tác phẩm này không có tác phẩm thứ hai đâu, rực rỡ thế. Cảm ơn chú nhá. Rồi. Nhưng mà nó phải tương tác đó. Nó phải tương tác. Thế đang là cả cái nhà vườn mà để giữa. Tác phẩm mà xếu. Có tiền mà cho cả làm lắm này. Nhưng mà bây giờ lãnh đạo thời này nhiều anh nhiều tiền như vậy. Cái này nó không được trộn rồi anh. Cá biết cả cái mình cũng xin dừng video ở đây nhé để chuyển sang video tiếp theo. Nắng quá rồi, hẹn anh em video tiếp theo với những tác phẩm rất là đẹp của triển lãm nhé. Anh em chờ đón xem nhé. Xin thân ái chào tạm biệt. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.